Sôm chu nơ rường Cùng nụ rút bọc bụn Cà mùi nụ Miên bà rốt mình nhạc chung mua Cầm bệ Việc rò hơi bà nhạc xoay phòng Vì rốt nơ không có tù mùi Tại mình nhạc anh Không miên nạc cho ngươi ca cho mùi việc thề Bố viên miên xa ra đại tạch Lương dịch mùi Miên sợi khám mây mình nhạc ban chôl Mà đòi một việc bà tiệc cầm bệ hơi xua thà Ta khá nhóm ai sẽ nạc nơi mùi dục khá nông tùm nị bàn rửa tế Tăng bị đà mô cầm bệ mình nạc bà tiệc khơi nhìn sợi nà lộ dàng nị xót Vì rì rì nâng ai nhàng chôl khá nông tùm viên nạ Dục nụ Cảm ơn bì sợi sợ bà hà dục hỏi Sợi khám mây xua thà Lúc hát đôi chữ rô nơi tay mình nạc anh Chùm này khá nhóm có miên tay mình là anh đã Ta lúc chọn bàn khá nhóm chìa phía rì dìa rửa tế À bìa 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 Thu ơi công bệ sơ bài rì rì nà Bần ta có thu ơi viê bì bà chật nà đài Đâm bây bằng hơi ca nghe rồi bỏ viê Viê chuộp chật nâng bà rộp bồn khá mình nà Sẵn tay mình ơi niêng bắt mục bì viê sụ bay tay mùi sợ bỏ cò đòi Nếu biết đời việc thơ sẽ bài trường, chấm băng chỉ rơi rơi Sẽ bài trường nó miễn bằng đôi rồi hốt pram rư pram môi chấm ảm Đôi mình đang khá luôn Bởi vì kết ta, xâm lần mơ bởi bụng mình mơ càng nghe sọ Nếu biết thơ áo liêng chấm băng có đôi nề thai Chuyên cao áo nó miễn bởi vang rồi hốt đọc rư mập hay chấm ảm Hai tay xâm lần mơ vầy vầy để bởi bụng việc cầm bông thơ mình bán trong bài giặt Mơ mô ca nghe về tế Không biết là nam và nếu ai Bé áo phá liêng để viết vừa nụt bàn lại Rồi một Viết có tất vừa ca ai trong ca Mùi sợ bọ mà đòn Viết rút một tiêu vinh sợi hào Bà bôn xâm lanh ơi Ô nơi tì nê rư tế Hẹt nè Viết miên bán bằng bênh ca nghe chả tế Khá nông mùi thường ngày mệt thường ngày ប្រពន្ធពូលថាគាត់មិនចង់ធ្វើការទេដូចនេះនាងទៅទីក្រុងឲ្យសិល្បករម្នាក់គូរូបនាងនាងយករូបគំនូរមកផ្ទះហើយប្រាប់កំពេថាបងនេះណែរូបខ្ញុំសូមបងយករូបនេះទៅព្យួរនឹងដើមមុននៅចិត្តបងទេបងនឹងអាចឃើញរូបខ្ញុំនៅពេលកំពុងធ្វើការក្នុងចំការហើយបងមិនចាំបាច់រត់ចុះ ឡើងមកមើលមុខខ្ញុំទេព្រោះយើងមិនបានបែកគ្នាយូរឯណាកំពេចធ្វើតាមនាងប្រាប់តែមួយស្របបកម្ដងវាតែងតែឈប់ធ្វើការដើម្បីមើលកំនូររូបប្រពន្ធវាប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានវាក៏បានរត់មកអត់នៅផ្ទះម្ដងដែរមានថ្ងៃមួយ Chọn bỏ cú vô rút cầm nu rồi bỏ bật bồn viên nó Bạn ta lộ ạ kè Cầm bệ tạm chạp rút nó đài Tại mình ai chạp vô rút nó bàn lại Mình dù bần màn Rút nó có rời sát bạch bì phân này về tầy Cầm bệ dùng Sbep rút tập tiệp bà bật bồn Nhưng bạn luôn luôn bắt đầy thả bọn xâm lãnh cầm bồi Khi nhóm nâng tàu tì cơ rung rút cầm nu mùi tiết Mà ôi bọn និយាយពីរូបកំនូដែលត្រូវបានខ្យល់គូចបាំងពីថ្ងៃមុននោះទីបំផុតរបស់វាក៏ធ្លាក់ចុះដល់ដីក្នុងសួនច្បារវិមានមួយម្ចាស់វិមានលោកបានឃើញរូបកំនូហើយក៏ចាប់ចិត្តស្នេហាលើរូបស្រីក្នុងកំនូនោះលោកគិតយ៉ាងនេះថាបើរូបកំនូដូចនេះមុខជាមានមនុស្សពិតមិនខាន Rồi lô có bánh chiên nè bòm ra ôi xoay rô xoay đem biên rô bật đồ cùng đồ nè Chạp vô mà ôi lô cùng khàn Nè bòm ra rô bò mà chạp về miền Bàn căn rục cùng nu đa xoay rô bì phô muối tập phô muối Cái miền nè xoay xoay đem biên đồ rục cùng đồ nè Tì bòm phót tờ
kê tờ đal phum đal cầm pe ro nơi nẹt bầm ra lụt sợi thay xu nẹt phum đôi bằng hai rụt cầm đu phong thà ta nẹt squa rụt sợi nẹt té đôi bàn khơi rụt cầm đu nẹt phum đằng nô chải pleem ô nẹt chia prapun cầm pe tê ta prakat men lụt bầm ra tờ đal pte ktom cầm pe khơi sợi mình nẹt rụt sát mục đôi rụt khnông cầm đu bẹt bật dương mọi chập dọn niềng tới chun cho vai nơi dương hai bố kê nơi dây hai phân phong nòm niềng chanh tầy công bệnh ông bỏ xô mê ta công chập dọn niềng tầy ấy tại ạ đồng bờ lai vì sẽ tổ hô dông dàng khăn toàn tại tức phân này khai chết lọc mùi bà bốn nơi dây bọn công bệnh không sẽ dàng này ấy dương mình ai thức bỏ vầy kì cả tê khăn bệnh đi xong bóng sẽ đập khuyên như vậy xanh bây giờ để bóng trâu từ đốt khuyên xong bóng cũng phá lịch vô đâm xa rõ xâm rạp tập tăng khá lông thuyết tới cho mùi phong bây giờ dân tăng pin nhé nâng bàn chụp khả nìa hay kết ca dân nâng bàn xâm rạch nâng là dây mình tuân tăng bàn ở vầy tràn tiết phong kê ca chập vô niên chanh tử riêng rồi thằng ngày công bệnh tai tại nước sơ mai khởi bập bùn nơi nâng cao phần này trên đấy hai cực thà ta đào phê về lia đài từ độ bập bùn hai rừng này sập tại bên nó miền kê này dây bập bìa thà ai lấy đào phê bồn trôi chân năm thằng mày hai bìa ban lư hai cỏ chạp đam tranh đầm nà đầm răng từ độ bị miền đôi bàn nằm vô mày sờ mũi bạch thông từ phòng việc kết thả bàn tay chết đường bàn chụp mục vào phần xâm lăng chất với nhái lúc tớ đo mọt phía bị miến công bệ xa rách bộ phía này thả đàm xa rõ đàm xa rõ đàm xa rõ lọ xâm rạp bọn trôi chân nằm thầm mây bộ phần bàn lưu xâm lăng bắt đây coi nhận nhầm bị khả năng bị miến mốc này chế lực đồng bồn hai để niên bàn xoay tăng bị bê để kê chạp niên vô mặt đã khả năng bị miến này mà lẻ mà chẳng vì miền sợ bài chật nè, đôi bàn khơi nhàng rỉ rỉ rằng nè lúc bằng chi ở nợ bòm ra, tờ hào nợ lúc đâm sợ đo chôn màu lúc khơi cầm bệnh mở đỏ, nhàng vật bôn đất tè rỉ rỉ chàng bôn tự tiết nhàng xâm lòng mơ bật đầy dàng bộ bìa tôi ta mà chẳng vì miền kết khăn chật thà bà nợ lúc đâm sợ đo thua nhàng rỉ rỉ rằng nè anh cú tự thua chân nợ lúc đâm sợ đo vinh mà đó mà chả về miền có bánh chia công bệnh ở phát đô xâm lý bóng bẹ cho môi khá luôn lúc xâm lý bẹ có ào cảnh chả đôi chân nẹ lộ đàn xa rào hài mà chả về miền đai cho đa lăng khăn ông xuống đôi xa rách bộ phí nề thà đàm xa rõ đàm xa rõ đàm xa rõ lõ xâm rạp bốn trôi cho năm thầm mây thôi dần đi nôm ôi bật bốn công bệnh canh tay xa bài chất làng nàng tiết đáy đò xa rùi rô bò niềng hai xa cả ai ở bị đuông chất mà chả vì miền sẽ bài chất khăn nha đôi bán khơi nhàng xa hai cỏ tăng rôm rê trung bình xuống đôi bún đâm xa rõ bị cỏi khăn nông phòng đâm xa rõ đâm xa rõ đâm xa rõ lõ lõ mà chả vì miền bộ bình này hai bộ bình này tiết khi rôm rê trung bình xuống hai chanh phát bình mất về miền đôi mình chẳng đăng khá luôn tiết phòng